nghĩ mình cũng đơn thân mà, thì nó cũng muốn cho mình có một người bạn trai nào đó là cho nó đỡ buồn á. À thì nói chung chiều cao hơi cao chút, cao hơn chị chút cũng được, tại chị nó thẳng ra hơi thấp, 1m50 à, nên mình thích cao hơn chút á, cho nó xứng xứng chút. Nó sáu vậy là ok hả chị? Rồi cái đó quá ok luôn. Dạ, hôm nay là nhóm của em chào chị. Như là chị có thể là cho em biết là chị tên gì, ở đâu và bao nhiêu tuổi không ạ? Dạ, em tên là Liên, năm nay là 52 tuổi, đến con nhà ở Bà Rịa Vũng Tàu Như là hiện bây giờ là mình đang ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn hả? Đâu nè. chị? Không, hiện tại thì đang làm công việc ở Tân Bình á, là mình thì làm công nhân, làm đó cũng được 3 năm rồi. Thì hôm nay cũng có duyên với mấy anh đó, là lần đầu tiên thôi xin chào mấy anh trước nha, thì Dạ lần dạ đầu tên tiên chào chị. tới đây thì cũng nhờ mấy anh coi như kết nối giùm cho em. Nói chung là hiện tại em cũng đang sống độc thân á, gọi là mẹ đơn thân, thôi có một đứa con nữa có vậy. Dạ hiện tại là con của chị là đang ở chung với chị hả? Đúng rồi, hai mẹ con Dạ là chị chia tay chồng này bao lâu rồi? cũng được hơn 20 năm rồi đó. Từ lúc chia tay với chồng á, là chị có đến với ai nữa hay không? Thì lúc sau thì cũng có bạn rồi, nhưng mà bạn bình thường thôi chứ cũng không có gì, cũng chưa có lập gia đình lại, đến giờ ở vậy luôn. Con chị năm nay bao nhiêu tuổi? Con năm nay là được 26 tuổi, nó cũng có công việc làm, nó làm bếp, làm nấu ăn rồi. Bếp á hai chị Đúng ha. rồi, cũng nấu ăn Nam hay nữ chị? nam. Hiện tại là mình cũng đang ở bên Bình Thạnh á, đang thuê cái phòng trọ bên Bình Thạnh, còn làm việc thì ở Tân Bình. Dạ thì hôm nay là chị đến với chương trình của tụi em, như là chị mong muốn là tìm được nửa bên web còn lại, thì như là những cái đó là những anh trai đó, chỉ cần ảnh là bao nhiêu tuổi và công việc ảnh như thế nào, chị có thể là chia sẻ để mấy anh mà có muốn đến với chị đó, để cho anh hiểu rõ hơn chị ha. Thì em cũng muốn tìm một người cũng bình thường thôi à, thì hơn cỡ một giáp trở lại thôi mấy anh nhé. Thì nói chung có công việc ổn định thì mình cũng mong điều đó, rồi nếu mà hợp với nhau á, thì mình đến với nhau luôn, đó là điều là mong muốn như vậy. Như là chị là năm nay là 52 tuổi đúng Đúng không? rồi, 52 Năm tuổi. 2 tuổi thì anh kia lớn hơn chị một con giáp, là ảnh là cỡ khoảng 62 tuổi, Đúng hoặc là rồi, bằng tuổi chị 52 tuổi được không? chính xác, được được, Như là từ 52 trở lên ha, nếu mà nhỏ hơn có được không chị? nhỏ hơn cũng được mà đừng nhỏ quá, Dạ như là nhỏ hơn chỉ cần xê xích 1 tuổi 2 tuổi ha. nhỏ hơn 3 4 tuổi cũng được, không Dạ sao. dạ Rồi chị có thể là chia sẻ về cái khuyết điểm và ưu điểm của mình là như nào để cho khán giả cũng như là mấy anh được biết không chị? Cái khuyết điểm của mình đó là nói chung là hơi khó tính chút. Tại vì cái tính mình nó hơi kỹ á, thì nó hơi khó tính thôi, chứ mình thì nó thích nói chuyện hài hước, thích vui vẻ. Mà nếu mà có một người nào hợp với mình á, thì mình thích, cũng thích nói chuyện vui và đi chơi rồi du lịch đó, mình thích được thích như đó đó. Còn vấn đề mà đi sâu vào vấn đề mà ví dụ như quen biết với quen nhau á, thì phải tìm hiểu thời gian, nếu mà hợp tình hợp tính thì được thì đến với nhau luôn. Còn cái ưu điểm của chị là cái ưu điểm của chị á, chị có thể kể ra cho bà con ra nghe được không chị? Ưu điểm thì chắc cũng ít. Ưu điểm thì thấy cũng không có ưu điểm gì mấy, có cái là mình được cái mình chịu khó thôi, chịu khó cái kiểu kiểu là hay dọn dẹp, thích dọn dẹp nhà cửa rồi, thích lúc nào cũng sạch sẽ, mà mình cũng thích cái người bạn của mình cũng sạch sẽ nữa.
đó là cái điều đó mình mong muốn nhất. Với lại hay có cái... À, chị cho em hỏi nè, ví dụ nếu mà có những anh đó là muốn đến với chị là anh ở miền Bắc hoặc là miền Tây chẳng hạn, thì như là chị có phân biệt vùng miền không, hay là anh nào từ miền nào đến cũng được? Ông miền nào cũng được, nhưng mà nói rõ tiếng là mình ok hết, miền nào cũng được hết, không có quan trọng miền Bắc miền Nam, ở đâu ở xa cũng được, nước ngoài nước trong nước gì cũng được hết đó. Mà miễn sao nói rõ tiếng là được. Thì chị cũng biết á, ví dụ như ở cái lứa tuổi như chị trở lên đó, là thường thường đàn ông là người ta cũng đã có nhà cửa rồi này kia rồi, mà khi là chị đến với người ta là chị có chấp nhận là đi theo chồng hay là không? Thì điều đó mình phải chấp nhận thôi chứ, chấp nhận. Mà nhưng mà tùy theo, ví dụ như ở miền Nam, miền Tây, miền Bắc thì hơi xa quá, miền Bắc thì hơi xa. À, xa là xa luôn, chứ đừng có cái kiểu nửa ương ương dở dở, mình đi lại thì hơi khó. Ví dụ nhà mình ở Bà Rịa Vũng Tàu á, muốn về thăm cha mẹ thì cũng hơi khó. Như là sẵn chị nói vậy thì chị cho em hỏi là như là về bên vấn đề mà cha mẹ chị đó, như là còn đủ hết không chị? Cha mẹ còn đủ. Như là được bao nhiêu tuổi? Cha mẹ năm nay cũng chín mấy tuổi. Dạ. Mẹ tám mấy, còn ba chín mấy. Thì hiện tại là ba mẹ của chị là ai chăm sóc? Tự chăm sóc với nhau, cũng có mấy người nhà ở gần gần đó cũng hay chạy đi chạy về chăm sóc. Là anh chị mình hết? Đúng rồi, anh chị ở gần đó có. Thì mình cũng thỉnh thoảng, mình cũng còn kế út á, nhưng mà cũng thỉnh thoảng lâu lâu cũng về thăm gia đình, cũng chăm sóc vậy đó. Rồi cũng mấy ngày thôi rồi cũng phải lên đi làm. Nói chung cuộc sống nó cũng hơi khó khăn, cho nên ra mình đi làm là nhiều hơn chăm sóc á, thẳng là vậy. Như là từ hồi lúc mà chị đi làm trong công ty đó, như là có anh nào mà đã lọt vô trong mắt xanh chị chưa? Trong công ty á, thì nói chung là mấy em toàn trẻ trẻ mà kêu mình bằng cô xưng con, không có. Như là không có ai mà cùng chung lứa tuổi bằng mình ha? Không có. Còn ở ngoài thì cũng có, nhưng mà mấy anh chàng mà cái kiểu mời đi uống nước thì có, cái đó mình không giấu được. Dạ. Cái đó là bình thường thôi mà. À, bình thường bạn bè đó có. Mà chị hỏi cái việc mà nếu mà chị mà đi theo một cái người mà hợp mình rồi đó, thì cái người con của chị thì như thế nào, chị có thể là chị dẫn theo hay là sao? Con thì nó lớn rồi, chắc nó không có chịu đi theo đâu. Vậy là con của chị là bây giờ là có nhà riêng? Không phải nhà riêng, nhưng mà ý là nó tự lập đó, nó tự cũng lập không, nó cũng không có thích đi theo mình đâu, tại nó lớn là nó cũng có cái tự ái của nó. Dạ, giúp phần chị cho em hỏi là ví dụ chị có khi nào mà chị nói với con là bây giờ mẹ cũng muốn tìm một mảnh ghép duyên cho mẹ, thì chị có thể là có khi nào mà tâm sự với con mình chưa? Chưa, cái điều đó thì mình chưa dám nói thẳng. Có điều cái là cũng có bạn đâu, nó cũng ok, nó cũng không nói gì hết. À, nhưng là nói chung là con chị cũng dễ ha. Nó khó tính lắm á, nhưng mà có điều nó cũng thông cảm thôi. Dạ. Tại nó nghĩ mình cũng đơn thân mà, thì nó cũng muốn cho mình có một người bạn trai nào đó là cho nó đỡ buồn á. Dạ. Thì cái yêu giống như là cái yêu cầu của chị á, là cái người đàn ông đến với chị á, là phải như thế nào chị? À thì nói chung chiều cao hơi cao chút, cao hơn chị chút cũng được, tại chị nó thẳng ra hơi thấp, 1m50 à, nên mình thích cao hơn chút á, cho nó xứng xứng chút. 1m6 vậy là ok hả chị? Trời, cái đó quá ok luôn. Rồi còn gì nữa chị, ví dụ như là có cho chồng mình nhậu hay là không, hay là cái gì đó chị cứ chia sẻ nhiều nhiều đi. À thì nói về ăn nhậu thì đàn ông mà ai cũng phải biết vấn đề ăn nhậu, thì mình cái đó mà ai cũng phải biết. Giờ phụ nữ cũng phải nhậu mà, thì biết chứ đừng có ghiền là được rồi. Ví dụ như cái gì cũng đừng có quá xa đà, ăn nhậu hút thuốc hay cái gì cũng vậy, nó hạn chế. Chứ đừng có kiểu mà nhậu mà xỉn về đánh vợ thôi, cái đó là thôi khỏi bàn luôn. Dạ, cái đó cũng không ai chấp nhận được đâu. À, đúng rồi, cái gì cũng phải chừng mực ha. Dạ. Có chừng mực, như là dạ. Yêu cầu mà đi đâu đâu
về thì cũng phải biết cái gia đình đó, như là lúc nào cũng vợ đang ở nhà chờ đó. Chồng đi về. Thì mình cái mong muốn là cái hạnh phúc là đứng đầu á, chứ còn đừng có quen mấy bữa rồi cái rồi lại chán nhau rồi thôi, mất công lắm, phí thời gian lắm. Vấn đề tìm hiểu là mình chương trình mình là chỉ kết nối thôi, còn ví dụ như chị có chấm được ai á thì lúc đó là vấn đề tìm hiểu là do chị. Đúng đó, để chị có cung cấp số điện thoại cá nhân của mình á để cho người ta hay không á là cái đó là của chị. Còn cái chương trình của em á chủ yếu là để tạo một cái sân để cho anh chị gặp mặt nhau thôi đó. Thì chị cứ nói chia sẻ cái khuyết điểm hay là cái tiêu chuẩn người đàn ông mình như thế nào á, chị cứ chia sẻ để người họ đàn ông á người ta muốn tìm tới chị á là người ta sẽ nhìn nhận vô cái ý kiến của chị để người ta có thể là làm quen với chị. Chị ơi, cho em hỏi là hồi đó là lý do làm sao mà anh chị chia tay? Hồi đó là cũng mình lập gia đình ở trên quận 10 á. Ông xã thì lúc đó mà hai chồng mới cưới về thì cũng được vài tháng thì mình mới biết ổng là cờ bạc. Chứ ổng mấy ông cờ bạc dữ lắm. Thì mình cũng khóc lóc khuyên nhủ hoài không được, chứ sau đó mới chia tay thôi. Bây giờ mình có một đứa con nuôi, còn ông ấy bây giờ chắc cũng lấy vợ đi đâu rồi, giờ không biết luôn. Như vậy là từ lúc chia tay là chị không có gặp lại ảnh nữa hay sao? Không, không, cái lúc mà chia tay anh ấy cũng lên xuống hoài đi kiếm, lúc đó mình về quê, ảnh cũng về dưới quê ảnh tìm để hàng gắn lại. Lúc đó ảnh còn thương dữ lắm, nên thành ra cũng mối tình đầu luôn á. Cái sau đó là mình cũng đang tha thứ với ổng, tính quay lại. Cái sau thời gian thấy cũng chứng nào tập đó, cứ cờ bạc tối ngày nản quá, không có gặp lúc đó chán rồi nói thôi luôn, bỏ luôn. Cái là từ đó đi là mất tích luôn á. Nhà sau này cũng lên tính thăm gia đình á, mà lên là nhà cửa bán đi đâu hết trơn rồi, không có biết tung tích luôn á. Wow, vậy là gia đình bên chồng của chị là đi đâu chị cũng không biết luôn? Không biết, nghe nói là về Gò Vấp á, nghe ở xóm nói thôi, chứ giờ Gò Vấp mình có biết chỗ nào đâu mà tìm. Cha mẹ thì cũng chết rồi, cha mẹ ảnh cũng chết, sau này á, sau này mới chết. Còn ảnh thì cha Út mà, ảnh bán nhà là ảnh đi luôn á, rồi không biết tung tích ở đâu luôn. Nó đâu có biết đâu, nó còn nhỏ quá mà đâu có biết cha nó đâu. Đến là, bây giờ vậy, từ lúc mà anh với chị chia tay á là bé nó được bao nhiêu tuổi chị? Lúc đó đang mang bầu. Mới mang bầu à? Thành ra sau thời gian chia tay là con tích với nhau là không có ai biết nào. Cũng không có cho nó biết mặt ba nó luôn. Mình biết mà, nhưng mà mình cũng không cho biết. Thì nói chung nó nói ra mất công, nó bị tổn thương thà dứt đoạn luôn. Giờ là thôi, coi như là đường ai nó đi rồi, mình thì khỏe rồi, đơn thân, không có dính dắt tới ai nữa hết. Còn về cái vấn đề mà nếu mà chị tìm nữ mánh ghép còn lại đó, thì như là chị mong muốn là cái người đến với chị đó và ảnh như thế nào, có thể là chị nấu lên để cho những anh mà muốn kết nối với chị đó, thì để cho ảnh có cái trường hợp đó để ảnh sẽ chỉnh chu hơn. Thì một người nói chung là có đạo đức và hiểu biết, nói chung công việc thì ổn định, biết thương yêu vợ con. Đó là sau này về nó sống với nhau đó, phải nương náu với nhau, chứ đừng có cái kiểu ăn nhậu về rồi la mắng vợ con, cũng không thích mấy người như vậy. Còn cái vấn đề mà tại gia nội trợ rồi này kia là chị vấn đề đó chị rành không? Có nấu cơm nấu nước rồi này kia nọ làm đồ ăn có mấy rồi cái đó thì nấu được.
mình nấu không phải là ngon lắm, nhưng mà mình nấu thì nói chung là biết nấu, nhưng mà nấu thì cũng được, nói chung là được thôi, mình không dám tự khen. Nhưng mà cái vấn đề mà nấu nướng thì mình siêng nấu lắm, siêng nấu, siêng nồi chợ chợ siêng dọn dẹp nhà cửa, thì cái đó mình siêng nhất. Dạ, tại vì cái tâm lý đàn ông á, chị biết á, là quan trọng nhất á, như em bây giờ, ví dụ như vợ em đi, là phải biết là nấu ăn rồi này kia kia nọ, mà nấu ăn phải ngon ngon đồ ăn là em mới ấy nha, à, đúng mới rồi. Chịu nha. Cái người đàn ông mà tìm đến người phụ nữ á, là quan trọng cái vấn đề đó lắm á chị. Phải. Cho nên em mới hỏi chị đó. Đúng rồi, phụ nữ mà không biết nấu ăn là vô dụng lắm, cái gì cũng không biết là nó dở lắm, thì cái điều đó mình là không đến nổi đâu, tại mình tự mình khen mình thì không có khen được. Nhưng mà nếu mà đàn ông nào mà gặp mình rồi thì sẽ biết, tại xưa giờ từ nhỏ giờ cái tính mình nó hay kỹ tính á, ở chút là dọn dẹp nhà cửa rồi cứ lục đục rồi nó hơi nhiều, có cái tính đó. Như vậy là gốc gác của chị là cũng ở Bà Rịa luôn ha? Không phải, gốc ở Đà Nẵng á. Dạ đúng rồi, tại vì em nghe cái giọng của chị là em biết chị là người miền Trung á. Dạ. Cha mẹ là gốc ở Đà Nẵng từ xưa giờ luôn, nhưng mà có điều vô Vũng Tàu này sống cũng lâu lắm rồi. À, nên thành ra bây giờ vô Vũng Tàu là năm tám mấy, không nhớ chính xác, mà đó là năm tám mấy. Lúc đó chị ra hình như cũng được 7-8 tuổi. Hôm nay là 52 tuổi. Thì qua cái chương trình này á, thì em cũng hy vọng rằng là sẽ có một người hợp tình hợp ý với chị, đến với chị để mà hủ hỷ tuổi già ha. Dạ thì thôi bây giờ đó, thì cái thời lượng video của anh em cho em á, cũng đã dài. Thì em cũng kính chúc chị là nhiều sức khỏe, anh em với em chúc chị là được nhiều sức khỏe và sớm gặp được cái ý trung nhân của mình nha. Anh em chào chị một cái. Dạ thì em cũng chúc chị, hôm nay là ngày chủ nhật, thì em chúc chị có nhiều sức khỏe và càng xinh đẹp và trẻ đẹp như bây giờ nha. Xin cảm ơn chương trình, thì cuối video mình cũng kính chúc gặp nhiều may mắn. Nếu mà có ai mà phụ nữ nào mà giống như mình thì cứ lên ghi hình thì tìm bạn cho đỡ buồn. Rồi mình cũng chào tất cả mọi người ở đây. Xin cảm ơn chương trình nhiều. Rồi, tụi em cảm ơn chị.